Nhà mình nói chung là mình chỉ sửa chữa thôi, máy bán ít lắm. Đây còn mấy con máy cỏ cho anh em này. Đây. Đấy, mấy con máy cỏ trên đây này. Đấy. Đây toàn bộ cái số máy của mình đây. Vừa nãy mình mới nhập một ít iPhone đấy cao đây anh em này. Mình bán Tết này, nhập hàng về bán Tết anh em này. Đây nhà mình ít máy lắm, không có nhiều đâu. Công việc chính của mình nhà mình là sửa chữa thôi anh em ạ. Đây. Anh em rất là vui luôn. Các bạn. Thích ghét. Đây là học viên mới nhà mình nha. Đang thao lắp vỏ. Quân cảm ứng chưa xong rồi. Xong rồi, ok nhé. Đây là thìa đang xử lý con iPad 6 Bluetooth cảm ứng. Đây nhá, mấy con máy vừa nãy mình mới lấy về đây. Pro 256GB này. Cầm bọn này nó vừa tay này. Vừa mực Pro này. Bộ chứ làm hai cây về bán Tết cho nó vui này. XS Max này. Nhá, con này đều là hàng xịn nhá, 256GB này. Những con này đều bản Hàn, sách tay Hàn hết đấy. Đây. Mình vừa mới test xong. Đây. Nắp SIM nghe gọi chụp ảnh này, 256GB. XS Max 11 Pro Max này. Pin 83%. Pin 11 Pro anh em nhé, 256GB hết. XS Max này. Thì mình sẽ bỏ ra, mình sẽ chọn hết tiếng Việt lại. Nắp SIM đầy đủ vào. Tất cả đây iPhone 11 đây. Yep. Đầu tư tầm 150 triệu thôi. Đây, 256GB. Đưa cho anh con 6. Đây con X Max của anh Khoai nhá. Con này cái anh nắp vào cái lồng pin vào nhá, lên này, lên bình thường vẫn ngon đấy. Con 6. Chỗ này đơn giản thế này thôi, tầm 140 triệu anh em nhé. Này tầm 140 triệu này đấy. Trông rất là đơn giản không? Chỉ vài con máy thôi. Đấy. Máy nhà mình thì có ít thôi, không có nhiều đâu. Mình nhập ít cái Max mới lại Pro về để Tết bán này. Giá không hề rẻ, toàn 256GB thôi. Vì 256GB nó không tranh với bản 64GB này bao nhiêu cả. Đây. XS này. Mai mình nhập thêm mấy cái X nữa. Đấy. Ok. Máy thì đây, máy cỏ đây, 1280, 1202 đây, 2730, 2700. Đấy, rất nhiều luôn. Đây, máy đầy cỏ nữa đây. Toàn bộ máy này mình có đây, tiền cỏ đây, loa đây. Đấy, anh em nhìn xem. Rất nhiều. Ok anh em, ok các bạn, cảm ơn các bạn ủng hộ mình nhé. À, nhu cầu mua máy thì liên hệ mình nhé. iPhone X biển sao? Để cảm ứng á, thôi tiền gì hộ chú thôi. Con này mình vừa thay màn hình cho anh em nhé, mất không lấy tiền nhé. Đùa thôi, mình lắp lại cái màn hình thôi chứ mình không phải. Đâu em ơi, vào đây bắt máy cho nào, vào đây. Thôi thì mình về đi, vào bắt máy cho nào. Vào đây. Có hai em này ở bên Hưng Yên than bán máy cho mình nhá. Con này con 6S Bluetooth 128GB vừa nãy em bán cho mình, bán bao nhiêu rồi? Bán vừa. 23. Vừa nãy hai em này bán cho mình con xe Bluetooth, con này mật khẩu gì nhỉ? Con này nhé, cam thì đợt cam sau thì hơi mờ thôi này. Đây này, cam sau hơi mờ đây này. Con này bán 128GB nhá. Đây này. Quay cho mọi người xem luôn. Đây, hai em này Hưng Yên đi 50 cây số đến Hà Nội thì đường rất là xa này, 128GB này. S Bluetooth nhá. Đây S Bluetooth đây. Con này em có bán không? Bán luôn. Con này em mới bán 1.4 triệu. Con này mật khẩu là gì đấy? Con này là 6 Bluetooth mất vân tay. Đây, cam sau nét, cam trước thì mất này. Em bảo là 6 Bluetooth này, cam trước mất này, cam sau có này. Vỏ nó hơi cong một tí, nhưng mà tí cái này mình có thể nắm được, đẹp luôn. Bán 1.4 triệu đúng không? Vâng. Thế nhưng mình sẽ mua con này 1.4 triệu, con xe Bluetooth 2.3 triệu này, tí mình test kỹ chức năng xong mình mới bán mọi người nhá. Ok nhá, hai em nhá. Máy Hưng Yên nhá, chào nhá nào. Chào mọi người nhá. Ê, sửa em cái máy. Máy em bị sao? Cầm sau. Vâng. Hình đèn đẹp thế này.
Cam sau này, cam trước còn không? Còn này. Con này cam sau thì em rơi đúng không? Vâng. Nếu mà cam sau thì sửa hết 1 triệu đi em ạ. Vâng. Anh sửa cho em nhé. 1 triệu đúng không? Vâng. Ok nhé, 1 triệu thì tí lấy. Vâng, anh cứ sửa tí em quay lại. Ừ, ok. Kìa xem con 8 lút này cam sau xem. 8 lút. Ừ. Con này xem cam nó hỏng không? Chứ nó nhìn thế. Mỗi cam sau thôi. Vâng. Tháo đi. Thì đang tháo còn tháo một lúc để các bạn xem nhé. Tháo vào đâu? Tháo không được đâu. Chào các, tháo mới đang. À, đây là cái quá trình tháo iPhone 8 Plus anh em nhé. À, những con iPhone 8 Plus này đa số nó rơi, nó tuột cam ra thôi. Còn nếu mà chết cam thì mình sẽ thay cam mới. Thay cam mình đã có sẵn đây. Xem cam nó có tuột không hay là... Câu kia kinh gì? Được. Ui tuột đây. Ừ, nắp lên nhau xem nào. Ấn. Ấn chặt đi. Đây tuột cam rồi. Vậy là anh báo 1 triệu biết thơm không? 1 triệu á? 1 triệu. Kiểu thơm đấy. Chắc. Ừ, kiểu thơm anh em ạ. Em thử vật qua trên đây. Được thôi anh em đi ăn lẩu à. Anh em đang rất chịu khó nhé. Anh xin cái gì anh chị? Nằm thay màn à? Test đấy, test cảm hứng. Dạ, đang sửa iPhone 700 đúng không? Vâng. Con này báo khách, con này nếu mà sửa mất 200 đấy nhá. iPhone 7 sửa hết 200 nhá. Xem được không em? Ok. Ui. Ui, đẹp trai luôn. Ui. Cầm chiếc cầm sao được luôn này. Ô, ngon. Cái lắp vào được luôn. Vậy bao 1 triệu. 1 triệu á. Vậy bao 1 triệu thế mình cảm thấy nó có lỗi không? Hay báo nó... Ui. 800 thôi. Mà uy tín thì báo lại 1.2 đi. Làm ăn uy tín báo 1.2 đi. Mình làm uy tín, mình có tâm, mình làm gì có tâm báo 1.2 đúng không? Thế gọi điện cho người ta báo lại là con này khó sửa vì mất 1.2 nhá. Thằng Liêu. Để thôi được rồi, thôi anh báo 1 triệu rồi, tí anh mình có kèo thơm rồi. Được đấy. Ừ, kiểm tra kỹ lại đi, cam kiếp xem được chụp lúc xem. Nắp đồng vào cho người ta, nếu không may người ta rơi nữa thì không bị, nếu mà hôm sau đã rơi xuống thì anh mình lại mất nữa, anh mình mang tiếng nha đúng không? Ok. Với mình đã được kèo thơm nhá. Con iPhone 7 bị chập đúng không? Tháo khéo khéo vào. Đây này. Chào các bạn nhé, đây là con iPhone 7 bị chập nhá. Vừa nãy khách mang vào. Tháo ra. Tháo này này, đây là con cắp này này. Cắp này phải tháo chứ. Đấy. Rột lắm nhỉ ạ. Ai thì dùng 7 bây giờ đâu biết. Nhưng con iPhone 7 bị chập nhá. Đúng không? Hả? Cái gì? Gậy con tụ đi. Vất với con tụ xem này. Đây, vẫn còn tụ này. Đo thử xem đồng hồ chập đây á. Con này phân đuổi này bị chập anh em nhé. Đây, cầm lên cho anh đo thử nhé. Mình sẽ bắt bệnh con 7 chập luôn. Mình vừa nãy báo người ta 200 xong rồi. Hết chập luôn. Những cái con này nó sửa rất dễ thôi. Con này con 7 này nó bị chập như này. Do các bạn sạc qua đêm hoặc gì đó sẽ chập luôn nhé. Ok, uy tín luôn nhé. Đấy, đây này, nói chung là đây nói chung cũng là một kèo thơm của anh em mình nhé. Có iPhone 7 chập bình thường mình nhận sửa có bình thường phải 300-400, nhưng mà đây là khách quen của nhậu, thế nên là thành ra là tí anh cho nhậu ba nhảy nhau cho anh em xem thử nào. Hả? 300 gì? 300 cái màn lô. 300 màn lô mà. Tháo không phải run nhá. Đây nhá. Con iPhone 7 này mình làm chắc trong vòng 3 giây, 5 giây. Chưa đến mình 2 giây. Mình 7 mấy con tụ thôi là được luôn, chập. Bật lên nhá, tin báo thành quả cho anh em nhá. Ok anh chị nhá. Được chưa? 8 lút nắp được không chưa? Được. Chụp lại cam cho nào, ngon không? Được. Chụp lại cam đi. Được. Chụp lại cam đi. Nét căng.
Thế này cam này vừa lấy mình báo người ta 1 triệu đúng không? Ừ. Cam trước cam sau ok. Thế là mình cho cái kèo thơm này nhá anh em nhá. 8 Blue hỏng cam sau 1 triệu thay qua sỉ đồng anh em. Nó bác xem nó bác làm gì kìa. Ok nhá anh em nhá. Nói chung là ngày mai chỉ có những kèo thế thôi. Đây,